Thưa quý vị, 8 tỷ đô la là kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ và lâm sản tính từ đầu năm 2018 đến nay. Và tới đây thì ngành gỗ đặt ra mục tiêu xuất khẩu 15 tỷ đô la tính đến năm 2025. Và để tìm hiểu về mục tiêu này cũng như triển vọng của doanh nghiệp gỗ Việt Nam trên trường quốc tế, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh Hawa. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Xin ông có thể cho biết là cái triển vọng phát triển trên cái thị trường quốc tế của các doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ Việt Nam là như thế nào mà? Trong năm 2017 thì Việt Nam đã xuất khẩu 8 tỷ đô la các sản phẩm của mình ra thế giới. Điều đó đã chứng tỏ rằng cái doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều cái cơ hội và cái triển vọng cho việc phát triển cái sản phẩm của mình trên thị trường thế giới. Trong trường hợp mà các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam muốn thâm nhập thị trường nước ngoài thì các doanh nghiệp của chúng ta có đủ năng lực để có thể tự mình tiến vào cái thị trường này hay không, hay là chúng ta phải hợp tác với các doanh nghiệp bản địa, hay chúng ta phải hợp tác với cái doanh nghiệp bản địa để làm được điều đó? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều doanh nghiệp Việt đã có đầy đủ khả năng để tự mình đi ra ngoài thị trường thế giới. Nếu mà so với cách đây 10 năm thì hiện nay có nhiều, rất là nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đã tự mình đi tham gia các hội chợ hoặc là tham gia các hội chợ tại Việt Nam cũng như là tiếp thị trực tiếp ở các công ty ở nước ngoài. Cái việc hợp tác với các công ty trong nước cũng như nước ngoài cho cái chuyện mà mở rộng thị trường thì nhiều công ty cũng đã thành lập các công ty ở nước ngoài hay là thành lập theo những cái hiệp hội để mà cùng nhau để tiếp thị ở các thị trường nước ngoài. Chúng ta nói đến câu chuyện của ngành da giày và ngành dệt may thì hiện nay các doanh nghiệp ngành da giày và dệt may phải đi gia công cho các thương hiệu khác ở thị trường nước ngoài. Vậy thì làm sao để các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ có thể thoát ra khỏi cái câu chuyện này và tự mình sản xuất và đứng vững được trên thị trường nước ngoài? Cái câu chuyện gia công là một câu chuyện rất là dài và đương nhiên là chúng ta cũng phải có một quá trình để từ cái mà sản xuất hay tạm gọi là OEM, có nghĩa là gia công, sang ODM là tự mình thiết kế các hàng hóa để xuất khẩu. Thì đây là cũng là một cái nhiệm vụ lớn của Hiệp hội của Hawa bằng cách là tổ chức những cái cuộc thi về thiết kế để mà qua đó tìm kiếm những cái tài năng trong ngành thiết kế nội thất, và đồng thời cũng động viên rất nhiều công ty trong nước để tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong cái ngành mà nội thất, nghĩa là có dính đến sản phẩm gỗ. Có nghĩa là trong cái ngành nội thất thì nó có nhiều cái yếu tố chất xám như là thiết kế, như là logistics hoặc là những cái nguyên vật liệu khác để làm cho cái giá trị gia tăng trong sản phẩm nó cao hơn. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa thì Việt Nam có thể thay đổi cái tỷ lệ giữa cái hàng hóa mà xuất theo dạng ODM với cái hàng hóa gia công. Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi.